trường thẩm mỹ Cedarback Beauty Academy trên vùng South Orange County, chuyên dạy tóc, facial, nail barber, professional makeup, nối lông mi. Thầy cô kinh nghiệm và trường có cộng tác với những công ty lớn như Paul Mitchell, Poise Professional Makeup, Dermalogica, v.v. Sau khi tốt nghiệp bằng tóc, học sinh sẽ nhận được 43 unit tương đương với các unit của các trường đại học. Mọi chi tiết liên lạc ý nhi 714-981-6555, 714-981-6555. Ý Nhi xin kính chào các khán thính giả của đài Ly Đa Sài Gòn TV. Rất lâu Ý Nhi cũng không có trực tiếp làm Zoom interview để gửi đến cho khán giả. Hôm nay trở lại thì Ý Nhi được gặp gỡ là một người em gái mà Ý Nhi đã gặp cũng vài lần trong những cái show, và cũng như năm ngoái đây thì lại có mời em lên trên cái chương trình gọi là chương trình Trung Thu. Thì mau quá, đã hơn một năm rồi. Thì hôm nay Ý Nhi muốn mời em đến đây để cùng trò chuyện với chúng ta, đó là nữ ca sĩ Quỳnh Thúy. Ý Nhi xin mến chào em Quỳnh Thúy. Quỳnh Thúy, chị chào em. Em xin chào chị nữ ca sĩ Ý Nhi. Long time no see, vẫn đẹp như ngày nào. Ý Nhi cũng có giới thiệu đến cho quý vị là nữ ca sĩ Quỳnh Thúy đó là một người ca sĩ rất là nóng bỏng trên sân khấu, mà cô ta tích cực coi như là lúc nào cũng có những cái event vừa nhỏ vừa lớn, hay là show nhỏ show lớn đều có mặt của nữ ca sĩ này. Thì chắc lẽ là không cần nói nhiều, chị cũng có nhiều quý vị trong local của chúng ta ở quận Cam đó thì cũng biết nhiều tới cô ca sĩ này. Em thì nói tới em thì em là một người ca sĩ trẻ mới, phải không em? Dạ. 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 Mà em có thể cho khán giả biết được cái lịch trình của em, bắt đầu là em đi hát là từ ở bên Việt Nam, hay là em qua tới bên Mỹ này em mới bắt đầu đi hát? Em qua bên Mỹ này lúc là em cũng còn nhỏ lắm mà chị Nhi, thì em qua bắt đầu em học middle school, rồi tới high school, rồi college. Thì thật sự mà chính thức mà để nói em, trước đó thì em sinh hoạt ở nhà thờ Tâm Biên, và em trong ca đoàn trong đó được 17 năm. Và thật sự mà chính thức để đi hát ở bên ngoài thì chỉ vỏn vẹn trong vòng 4 năm nay mà thôi. 4 năm? Dạ. 4 năm, wow, giờ em thì chị nói là ca sĩ vừa trẻ vừa mới. 4 năm trời. Vậy là em qua Mỹ thì em từ lúc còn nhỏ, xong rồi em mới vào ca đoàn với công em. Thì dạ. Thì cái cơ duyên nào, ai là cái người gọi là khuyến khích em hoặc là dụ dỗ em vào trong cái entertainment của nước hải ngoại này? Cái phải kể từ đâu nhỉ? Lúc nhỏ đó thì khoái lắm, lúc nào cũng nghêu ngao, ngồi đâu ở đâu cũng vừa lặt rau cũng vừa hát nghêu ngao những cái bài như Con Đường Xưa Em Đi hay Trường Cũ Tình Xưa. Chị nghe những cái đó rồi tự nhiên mình thuộc, mình thích. Khi lúc mà qua bên Mỹ thì nói thì lo học xong đi, rồi mới bắt đầu tính những cái chuyện kế tiếp, rồi lại sau đó lại rồi lại lập gia đình. Ok. Rồi em lại bị làm em bị một cái cơn bệnh, đó là một cái bú não. Thì lúc đó nghĩ là thôi, mình thấy ở trên đài TVS, đài truyền hình VBS có thi một cái chuyện giọng ca tài năng gì đó, thì nói thôi mình thấy mình cũng bị một cái cơn bệnh như vậy, nhưng mà mình cũng phải thử thôi, coi để mình như thế nào, mình chết xuống đi chăng nữa mình cũng thấy là mình có làm gì cho mình cái đam mê của mình vẫn có, mình thích mà. Thì đi thi thử, thì đi thi cái bài của chị Như Quỳnh hát là cái bài Huế Buồn. Thi sao được 8.75, về vui quá không biết phải làm sao. Cái xong bắt đầu chùa bắt đầu bút em, mình cũng hát, mình nghĩ thôi chơi thôi, chùa bút cũng được. Sau chùa có tới nhà thờ lúc đầu tới bầu show cái không được, vậy là mình phải đi học rồi, càng nhiều người bút thì mình càng phải đi học. Thì cái cuối cùng em học và em đăng ký học với nhạc sĩ Phạm Vinh. Nhạc sĩ Phạm Vinh đã là thầy dạy nhạc của em. Thì khi mà cái giọng ca mình càng ngày mình càng tiến bộ hơn thì bắt đầu lại có show book nhiều hơn đó chị Nhi. Wow.
Vậy là cũng như là một cái em phải có tài riêng của em, mà em hát ra thì em lại được đi thi, rồi khán giả biết nhiều, rồi được book show, thì cái đó nói ra mà nói thì thực sự ra em cũng là một trong những người ca sĩ gọi là lucky, phải có tài. Đương nhiên tài lucky nó đi chung thì mình mới gì, nhưng mà có cái là lúc mà em ra thì cũng được nhiều ca sĩ lắm phải không em, có quá là nhiều ca sĩ, thì đâm ra là cái sự phát triển của em thì chắc là nó đi chậm Nó hơn bị chút limit, nữa, nhưng dạ đúng nó rồi, nó nhẹ bị cảm limit chút hơn. xíu, vân vân. Nhưng mà chị lần đầu tiên biết em và gặp em là một trong những cái chương trình show của những các ca sĩ làm, thì chị lại kết em là vì em có một cái khuôn mặt rất là khả ái rồi sexy. Dễ thương như chị như vậy đó. Rồi Thật em ra lại đứng em kể trên thật cho sân chị. khấu, Dạ. em lại em đứng trên sân khấu lại lại được cái sự thu hút, thì lúc đó chị mới nói chuyện với em phải không em, hình như chị là cái người đến nói chuyện với em rồi mời em vào chương trình của chị là phải. À, em thì nhớ rõ lắm nè chị, như em biết chắc thì chị bận việc, chị nhiều công việc, có lẽ như là chị quên đi. Là thật sự ra là cái thứ nhất là em biết là chị có một cái cửa tiệm ngay ở trên đường À, Harbour and Casey Flood Outlet chỉ bán về đồ của Costco. Yes. Tới đó mua đồ hoài, cũng gặp chị mà không dám nói chuyện, sợ ngại là trời ơi, chị biết rồi, cái khi mà mình chưa phải là cái gì hết mà mình đi chào một cái người ca sĩ có tên tuổi thì thật ra rất là ngại, ngại lắm. Nên cứ vô cái hai xong cái mua đồ đi ra, hai đi mua đồ đi ra nhóm chào. Hôm thì chị Thảo Vân mới gọi cho em, chị Vân Vân mới hỏi là có biết chị Nhi không? Dạ biết, chị Nhi có tiệm gì vậy đó, thì em có quen biết ca sĩ nào không? Chị Nhi cần thì đó, đó là chị Vân gọi cho em và cho em số phone nói chuyện với chị. Chị có nhớ điều đó hay Wow, chị hiểu rồi. Thì cũng nhờ tới em thì em cũng cũng không ngần ngại gì, cũng giới thiệu cho chị ca sĩ này và ca sĩ kia để cho chị vào những cái chương trình show ca nhạc của chị mà Yes. chị không mời tới em. Xin lỗi em, trời ơi Đâu có sao đâu cái chị Nhi, tại vì mình không biết hát thì đó thì chị wow. Nhưng mà chị có gặp em hát trên sân khấu một vài lần, chắc là lúc đó chị không có nói chuyện với em mà vì chị có thấy em đứng trên sân khấu hát dạ cũng lúc khá là đó phải. đúng rồi, dạ đúng, sự thật là em đã có hát trong cái chương trình Trung thu năm ngoái Ai. ở sân khấu ngoài Phước Lộc Thọ. Chị Nhi và anh Kenny Thái có mời em hát trong cái chương trình đó. Vậy nãy em có nhắn tới là em có một cái cơn bệnh bệnh gì vậy cưng? À, đó là cái bệnh vú não đó chị, và em được mổ cách Vú đây được não. 2 năm trước. Wow, em có thể nói thêm về cái vú não của em là vì tại sao em lại bị cái căn bệnh như vậy, hay là em như thế nào, lúc mà em bị bệnh thì em thấy cái người của em Cái như thế nào? system nó như thế nào đúng không chị? Cách đây khoảng 8 năm trước thì đang ngồi làm trong một cái phòng clean room medical thì em bị ngất xỉu. Thì người ta mới đưa đi cái clinical gần đó đó. Thì khám ra người ta chỉ nói là em bị cái thyroid thôi, cái thyroid cái system nó hành em. Nhưng mà cái lúc đó cái đầu của mình thấy rất là đau, rất là khó chịu. Thì sau khi đi cái clinic gần đó họ nói thôi chắc thyroid thôi, biến chứng của thyroid không không gì đâu, đi trở lại làm. Nhưng mà vẫn thấy nhức đầu, vẫn thấy choáng váng. Thì mới vô nhà thương thì nhà thương họ làm CAT scan, họ nói wow, mày có cái brain tumor trong đó. Mà tao nghĩ chắc là rare lắm, tại cái case của mày với tuổi của mày là không nghĩ là có đâu. Xong, nhưng mà họ make sure, họ check thêm một lần nữa thì họ đưa qua em cái máy MRI. Cái họ mới nói hey, Emily, mày có một cái bú não. Nhưng mà tụi tôi cũng không không ngờ là cái tuổi của mày mà có. Thì sau đó mình nghe mình cũng buồn. Mình buồn rồi em mới đi tham khảo tất cả bác sĩ. Thì cuối cùng em đi bác sĩ ở UCLA cách đây khoảng 8 năm trước đó. Thì bác sĩ mới nói là hiện mà cái mắt em chưa có bị mù, tay chân em chưa có liệt, chưa có bị tê một bên đầu. Thì nhức đầu thì nó vẫn nhức đầu thôi, nếu mà mới mổ bây giờ thì có thể là em bị biến chứng không nói được, câm hoặc liệt. Thì đợi chừng nào mà worst đi nha. Thì đến 2 năm trước đây thì đang hát ở vũ trường Blue đó, thấy
bắt đầu em đi đứng mà em té lên té xuống rồi một mắt của em đã không thấy đường, nhưng mà cũng không có bao nhiêu người biết, tại vì mình biết cái đó cũng không nên nói cho ai, người ta chỉ giúp giúp lời chứ không giúp gì được cả. Thì đang hát ở vũ trường Bloom cái đêm đó thì mới hát gần nửa bài à, bắt đầu choáng váng lắm, choáng váng không 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 thấy được nữa, thì mới cất ao nửa bài em bước xuống, thì vừa bước xuống em té ở đó không thấy đường nữa, thì mới mới chở em tới nhà thương Farm Valley, thì lúc đó họ đòi mổ ngay, thì em mới deny là em nói thôi chắc là em không mổ liền tại vì em muốn chuyển cái hồ sơ của em qua UCLA chứ, qua UCLA, thì cái đó họ cũng có bệnh lý của em trên đó rồi. Thì sau đó một tháng thì em mổ hồi tháng 5 của 2008.